Dạ, cái hàng cách làm cái hình xong như này. Ok, bây giờ bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta đặt 1 cục, 2 cục, 3 cục. 1, 2, 3. Cứ như mình tạo cổng đơ vậy đó. Đó. Rồi, tiếp theo tới đây chúng ta đập. Ba cục ở trên và đặt ở trên nó, chúng ta sẽ có con dòng nước chảy tiếp theo. Đặt bốn góc tiếp theo, đặt cái nút bốn góc luôn, chỉ như con ghi chờ vậy đó. Xong thế là làm xong một cái nữa thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Nếu mà các bạn có không kịp tới thì tua lại, xả lại. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.